Website đào tạo Forex gửi đến nhà đầu tư đây tài khoản giao dịch bên trung tâm đào tạo Forex. Tài khoản này chúng tôi có sâu từ rất là lâu cho mọi nhà đầu tư theo dõi. Tài khoản này thì cũng đã có lần chúng tôi sâu cho nhà đầu tư thấy rõ các giá trị ở trên thị trường thông qua việc nhà chúng tôi lấy một tài khoản khoảng 400 đô giờ chúng tôi đánh lên trong một tuần thì mọi người đã thấy những cái mốc chúng tôi đã đạt được ở trên thị trường giao dịch Forex. Trên thị trường giao dịch Forex, trung tâm đào tạo Forex là nơi duy nhất đã gì nhỉ, chia sẻ để cho nhà đầu tư thấy rõ các giá trị ở trên thị trường này. Vừa qua việc gì nhỉ, chúng tôi giao dịch trực tiếp ở trên thị trường, chúng tôi gửi đến nhà đầu tư với những khối lượng giao dịch từ 5 lot, 10 lot hoặc là trên hơn thì đã có những lần chúng tôi giao dịch và chúng tôi đã nhà live stream suốt trong thời gian khoảng 4 tháng qua ở trên thị trường này để gửi đến nhà đầu tư để nhà đầu tư theo dõi. Không phải gì nhỉ, chúng tôi thích là chúng tôi ra vào lệnh, không phải nhà chúng tôi thích là chúng tôi ôm lệnh, không phải là chúng tôi thích là chúng tôi cắt lệnh. Tất cả những giao dịch của chúng tôi đều có những lý do và gì nhỉ, và những người học viên của bên trung tâm đào tạo Forex chúng tôi cũng đã show cho mọi người thấy rõ những cái giá trị hoặc năng lực kiếm được tiền ở trên thị trường này. Mọi người nên nhớ gì nhỉ, một cái tài khoản giao dịch, mọi nhà đầu tư muốn xem một cái tài khoản giao dịch thì chúng ta không thể nào gì nhỉ đi xem khơi khơi một cái hình chụp, mà bản thân chúng ta phải coi được cái lịch sử giao dịch của bản thân người ta như thế nào. Đây là tài khoản chúng tôi đã đánh lên deposit vào 468 đô, lợi nhuận là 1789 đô và lệnh vẫn còn vướng ở đây nha. Đó, lệnh vướng đây là lệnh lời nhé, chứ không phải là lệnh lỗ nhé. Mọi người theo dõi cho kỹ. Và gì nhỉ, tài khoản này vào đầu tuần thì tôi có read mấy lệnh thì ai cũng có những cái bước sai lầm ở trên thị trường hết. Nhưng mọi người thấy, chúng tôi nạp tiền vào từ ngày 11 tháng 4 và cho đến ngày hôm nay là ngày 20 tháng 4 lên là 1.000, lên là 2.000, lên đây là 2.394 đô. Thì mọi người thấy lợi nhuận như thế nào trên tổng toàn bộ tài khoản của chúng tôi khi mà gửi đến cho nhà đầu tư theo dõi. Thì khi nhà đầu tư thấy được điều này thì nhà đầu tư mới có thể đánh giá được cái kỹ năng và khả năng giao dịch của bên trung tâm đào tạo Forex. Thì đầu tuần đây thì tôi có read một lệnh 5 lot thì mọi người thấy ai cũng có những cái sai lầm ở trên thị trường và tôi không có ngại gì để mà giấu cho nhà đầu tư để mà ấy. Thành công thì phải nhà có sự thất bại, và sự thất bại chúng ta có sửa sai được hay không, đó mới là điều quan trọng nhất. Thì đây mọi người thấy đó, nhưng trong suốt một tuần qua thì tất cả những giá trị này được bên trung tâm đào tạo Forex đã lấy lại hết bằng các cái kỹ năng giao dịch của bên trung tâm chúng tôi. Thì mọi người thấy rõ được là nhà khả năng giao dịch của bên trung tâm đào tạo Forex như thế nào. Không những vậy thì trong suốt thời gian qua chúng tôi đã cứu rất là nhiều các tài khoản giao dịch ở trên thị trường. Và gì nhỉ, khi mà được những cái người nhà đầu tư của chủ những tài khoản đấy họ đồng ý cho bên trung tâm đào tạo Forex thì chúng tôi mới có thể gì nhỉ show để gửi đến cho tất cả quý vị nhà đầu tư theo dõi để có thể gì nhỉ học hỏi và có thể thấy được rõ các giá trị nếu mà các bạn giao dịch được ở trên thị trường. Với những gì mà gì nhỉ, các bạn thấy được trực tiếp qua những gì mà chúng tôi chia sẻ và những kiến thức và gì nhỉ, những giá trị về thực tiễn thì các bạn có thể gì nhỉ coi lại những cái bước ở trên thị trường, tại sao các bạn thua lỗ mà gì nhỉ các bạn không thể nào giao dịch được ở trên thị trường. Phương pháp không phải là lộ trình quyết định để các bạn có thể kiếm được ra tiền ở trên thị trường Forex này. Ở trên thị trường Forex này nó là những giá trị liên quan đến nhau ở trong đầu tư. Chính vì thế chúng ta khi mà tham gia vào thị trường chúng ta cần phải có được hiểu biết cho rõ những giá trị này để vận dụng vào với nhau, chứ không thể nào thì chúng ta ngồi đó và chúng ta bắt ở thị trường thế này thế nọ, vẽ ra thị trường thế này thế nọ, hoặc là bản thân chúng ta khi ăn được một chút xíu thì vui mừng, còn khi mà chúng ta bị thua lỗ trên thị trường thì chúng ta câm nín, chúng ta không dám nói. Người thành công ở trên thị trường này chỉ có mỗi một thứ duy nhất ở trên thị trường là họ dám nói về những điều mà họ thất bại trên thị trường giao dịch Forex này mà thôi. Bởi vì có những thất bại thì chúng ta mới có thể có những cái thành công ở trên ở trong những giao dịch của bản thân mình. Thật sự ra những cảm xúc của các bạn nó sẽ chi phối hoàn toàn. Bởi vì tại sao những cảm xúc của các bạn nó chi phối? Bởi vì các bạn thiếu kinh nghiệm thì các bạn sẽ bị những cảm xúc đó nó chi phối mà thôi.
Còn đến bây giờ tất cả gì nhà học viên của tôi, có cả những người học viên của tôi đang ở trong livestream này, họ cũng đều hiểu rằng tôi vô cảm với cả thị trường. Và tại sao tôi vô cảm với cả thị trường? Thì đơn giản một thứ rằng tôi đã gì nhà phải trải qua quá trình ở trên thị trường này một cách gì nhà kiên nhẫn, luyện tập suốt những cái khoảng thời gian dài. Thì để đạt được những cái ngưỡng như vậy trên thị trường thì bản thân tôi đã phải gì nhỉ, làm việc rất là nhiều, không thể nào gì nhỉ một hai bữa có thể gì nhỉ đem về giá trị cho chính bản thân mình. Chính vì thế các bạn mới thấy gì nhỉ, chúng tôi dám chia sẻ về livestream cho các bạn thấy. Rồi các bạn sẽ thấy nhỉ, nếu mà ai show cho các bạn mà gì nhỉ có cái tình trạng mà sâu như thế này thì có nghĩa rằng nhỉ lệnh ở phía dưới của họ lỗ rất là nhiều, các bạn phải chú ý cái điều này nhé. Thì tuyệt đối khi mà gì nhỉ tôi mà thấy ai mà sâu mà kéo cái tài khoản này chỉ có để lệnh lỗ lệnh lời ra thôi đây thôi, thì các bạn phải hiểu rõ rõ ràng rằng gì nhỉ họ đang giấu các bạn một thứ gì nhỉ lệnh lỗ của họ ở phía dưới rất là nhiều. Chỉ khi nào họ móc lên đây cho tôi xem đây này thì tôi mới tin, và gì nhỉ tôi phải coi được toàn bộ cái giá trị lịch sử giao dịch của toàn bộ những phía đằng sau này, chứ tôi không có bao giờ tôi coi chỉ có một lệnh thôi nha. Đó, mọi người thấy tôi mở on hit nè. Đó thì mọi người phải thấy được những giá trị này ở trên thị trường, bởi vì chỉ có như vậy thì các bạn mới đánh giá được cái con người này hoặc là nhà đầu tư này họ giao dịch như thế nào. Còn tuyệt đối các bạn không được gì nhỉ chỉ nhìn thấy một vài lệnh ở trên thị trường, bởi vì đấy không có phản ánh về cái quá trình giao dịch của cái người, nhà đầu tư đấy ở trên thị trường giao dịch Forex này. Chúng ta đều gì nhỉ là những con người ở trên thị trường này, và gì nhỉ chúng ta phải sử dụng những dòng vốn của bản thân mình, và những dòng vốn đấy không phải là nhỉ một sớm một chiều chúng ta có thể có được, mà dòng vốn đó thì chúng ta phải có thời gian để tích lũy. Chính vì thế khi mà các bạn quyết định sai lầm giống như tôi quyết định sai lầm thì tiền sẽ mất và tật sẽ mang, người chịu hậu quả chính là bản thân mỗi nhà đầu tư riêng lẻ, để cho chính cái gì nhỉ cơ hội của các bạn. Nhưng thành ra gì nhỉ những cơ hội đấy khi các bạn không kiểm soát được thì những cơ hội đấy thành ra gì nhỉ những cơ hội mất tiền của chính các nhà đầu tư đấy. Còn khi mà gì nhỉ bản thân chúng ta là những nhà đầu tư, chúng ta có thể gì nhỉ giao dịch được, thì chúng ta không quan trọng nhà tài khoản bao nhiêu hết, mà quan trọng nhất ở một chỗ là nhà thời điểm các bạn giao dịch là như thế nào. Các bạn phải coi được tài khoản đó là tài khoản micro hay tài khoản sen hay tài khoản demo, bởi vì ba giá trị tài khoản này không có nói lên được giá trị của cái người đầu tư đấy ở trên thị trường giao dịch Forex này. Để tài khoản micro hoặc tài khoản sen thì các bạn sẽ nhìn vào cái con chuột tôi này này, chỗ XAU USD này nó sẽ đề micro ở đây hoặc là sen ở đây đó. Rồi hoặc là xuống cái phần chỗ dưới này nó sẽ đề micro send đây. Đó, đấy là hai điểm. Và điểm thứ ba nữa là các bạn có thể nhìn ở chỗ Swipbone này, ở chỗ XAU này nó sẽ đề ở đây micro và send, hoặc là lật qua bên này các bạn nhìn thấy ở chỗ này cũng thế nha. Thì đây là những giá trị mà nhà đầu tư cần nhất là phải gì nhỉ? Phải đánh giá được ở trên thị trường này, bởi vì đã có những thằng thầy ra đi dạy mà gì nhỉ nó không có khả năng giao dịch, nó đã đem những tài khoản micro hoặc là tài khoản sen ra để nó đánh lừa chính bản thân nhà đầu tư để tham gia vào các cái khóa học của nó. Và không những thế thì nhỉ có rất là nhiều các nhà đầu tư đã bị gì nhỉ chính những thánh thần chuyên ra đi thuốc các bạn về sâu tài khoản gì nhỉ demo chụp qua điện thoại hoặc gì nhỉ sử dụng qua Photoshop để chỉnh sửa hình ảnh để cho các bạn thấy rõ điều này. Chính vì thế thì nhà chỉ có những người nào hoặc nhà đầu tư nào, một là gì nhà người mới ở trên thị trường, hai là người thiếu kinh nghiệm ở trên thị trường, ba là người thua lỗ trên thị trường này, họ mới tin vào điều đó. Còn lại gì nhà những người đã giao dịch thành công ở trên thị trường và có kinh nghiệm rồi thì không ai tin vào những cái vụ mà sâu hình ảnh. Và tất cả mọi thứ các bạn muốn thành công hay không thì các bạn phải coi được lịch sử giao dịch của chính những người đấy xuyên suốt một năm. Nếu mà các bạn thích, các bạn có thể đến trung tâm đào tạo Forex, địa chỉ 99 Lê Thánh Tôn, quận Nhất, gặp trực tiếp tôi là Trần Quốc Minh, số điện thoại tôi có để trên này. Thì các bạn có thể đến đây, tôi sẽ sẵn sàng cho các bạn coi những lịch sử giao dịch của tôi xuyên suốt trong vòng 2 năm qua, để các bạn nhìn nhận và đánh giá cho rõ. Đây là những tài khoản mà chúng tôi live stream cho các bạn, đây là những tài khoản mini. Các bạn có thể đến trực tiếp trung tâm đào tạo Forex, chúng tôi show cho các bạn thấy rõ các giá trị tài khoản chúng tôi đánh trên 10 lọt để cho các bạn thấy rõ điều này. Tại sao tôi dám làm điều này? Bởi vì vấn đề nhà tôi trong bước đầu của khi mà tham gia vào thị trường những năm 2014 thì tôi đã gặp
tình trạng này nhỉ, học của một người đầu tiên là gì nhỉ, không có giá trị ở trên thị trường giao dịch Forex này, và gì nhỉ, và tôi đã phải chịu và lĩnh những cái hậu quả rất là nghiêm trọng ở trên thị trường. Và sau đó thì nhỉ, nhờ những cái va vấp và gì nhỉ, như vậy thì khi mà tôi ra và tôi gặp được đúng những cái người thầy phía sau này, và thì nhỉ, những người thầy phía sau này đã dám cho tôi coi những cái tài khoản giao dịch của bản thân họ ở trên thị trường này, và gì nhỉ, dần dần và tôi đã đi theo họ, và đến bây giờ tôi đã có sự thành công nhất định ở trên thị trường của bản thân mình. Và mọi người thấy trung tâm đào tạo Forex là nơi duy nhất chia sẻ đến cho các bạn một thứ là nhà giao dịch live stream trực tiếp về tài khoản. Chúng tôi không có giấu tài khoản đi lên như này, bởi vì những người mà gì nhỉ, dám giấu tài khoản đi lên như này thì các bạn phải hiểu rõ ràng rằng đây là nhà kẻ đánh demo chứ không phải là đây là kẻ đánh live, bởi vì những giá trị này tôi không tin, hoặc là nhà họ lấy tài khoản của người khác ra để chia sẻ cho các bạn. Đấy là những giá trị không có đúng ở trên thị trường giao dịch Forex. Thế nên các bạn cần phải gì nhỉ, để ý cho thật kỹ. Bởi vì khi các bạn là gì nhỉ, bỏ những cái số tiền ra để các bạn tham gia vào những cái khóa học, và gì nhỉ, sau những khóa học đấy các bạn phải bỏ ra những số tiền rất là lớn. Chính vì thế bản thân chúng ta khi mà tham gia vào các cái khóa học đấy thì cái người thầy đấy phải chứng minh về cái năng lực của họ cho chúng ta, chứ không thể nào gì nhỉ, nói tin thì học, không tin thì thôi, hoặc là lấy tài khoản của một học viên nào đó ra để mà đưa cho bản thân chúng ta coi. Bởi vì những giá trị mà như vậy thì nhỉ, những giá trị lấp liếm ở sự mà kiến thức vô giá trị, hoặc chia sẻ những thứ kinh nghiệm ở trên thị trường này không áp dụng được vào thực tế. Chính điều đó nhà đầu tư phải cần quan trọng và để ý đến, bởi vì đây chính là gì nhỉ, sự quyết định ở trên thị trường. Những bước ban đầu các bạn tiếp cận vào kiến thức nền tảng của thị trường Forex, chứ không phải là gì nhỉ, mới đầu vào các bạn phải đi nhanh ăn sồi ở thì, như vậy thì các bạn sẽ là người lĩnh hậu quả rất là lớn trong cái con đường giao dịch Forex của bản thân mình. Đó. Thì nhà đầu tư có thể thấy rõ thì nhà những chia sẻ của chúng tôi ở trên thị trường này, tại sao chúng tôi lập đi lập lại, tại sao các bạn phải coi được tài khoản giao dịch, và tài khoản đó phải là gì nhỉ, một tài khoản lớn, rồi giao dịch phải 5-10 lot trở lên, đó là tối thiểu ít nhất, và gì nhỉ, phải xuyên suốt 1 năm. Đó là bước ban đầu khi mà các bạn đến tìm hiểu ở một kỳ một trung tâm đào tạo Forex nào, để mà đi nhà các bạn đánh giá được giá trị năng lực. Còn khi các bạn học xong rồi thì tuyệt đối các bạn không được ra mở tài khoản, mà các bạn phải theo dõi cái người thầy của mình vận dụng chính phương pháp đó vào thị trường thực tế từ 3 cho đến 6 tháng. Bởi vì trong thời gian đấy thì các bạn mới có thể gì nhỉ, lĩnh hội được xem thầy của mình có vận dụng đúng phương pháp đấy vào thực tiễn hay là không, để tránh trường hợp thì nhỉ, nó quay qua nó đổ thừa bạn gì nhỉ, là bạn không vận dụng được đúng phương pháp, nó chỉ có nói được đúng cái câu đấy thôi. Và khi gì nhỉ, ăn thì nó sẽ gì nhỉ, chỉ ăn vài ba đô, còn khi các bạn chết thì chết hàng hà sa số ở tài khoản ở trên thị trường. Thì các bạn phải đánh giá được điều đó. Thì khi các bạn đánh giá được cái gì, năng lực của người thầy khi mà họ vận dụng vào phương pháp, họ vận dụng phương pháp vào thực tiễn từ 3 cho đến 6 tháng xuyên suốt ở trên thị trường này, và thì nhà phải trên tài khoản lớn của họ nhé. Tài khoản của họ thì số tiền các bạn đóng vào thì cái số tiền mà họ vận dụng vào trong thị trường phải lớn hơn, và khối lượng của họ phải lớn hơn cái số tiền các bạn phải đóng vào để học. Thì như vậy thì các bạn mới có thể chắc chắn rằng cái người thầy này họ gì nhỉ, có thể giao dịch được. Thì các bạn phải quan sát, phải gì nhỉ, để ý và phải hiểu, phải nhìn được cái lịch sử giao dịch của họ như thế nào, có lợi nhuận hay là không, chứ tránh cái trường hợp ra rồi thầy làm IB thuốc trò ra mở tài khoản ở trên thị trường giao dịch Forex này. Tránh những cái trường hợp như vậy ở trên thị trường đó, nhà đầu tư phải nhớ kỹ những điều này, chứ không là gì nhỉ, những cái tình trạng này ở trên thị trường Forex này chúng ta gặp rất là nhiều nha. Đó. Thì gì nhỉ, khi mà học xong rồi, vận dụng xong rồi, đánh giá xong rồi, và các bạn đã hiểu rõ trong khoảng từ 3 đến 6 tháng các bạn hiểu rồi, thì các bạn mới có thể ra ngoài, và nhỉ, lúc này vẫn chưa mở những tài khoản lớn, mà các bạn thì nên có một thứ nhỉ, bắt đầu tìm hiểu về các sàn giao dịch Forex, và các bạn phải gì nhỉ, biết thế nào là sàn không đúng và sàn đúng, và gì nhỉ, sàn thế nào là tốt và không tốt, và sàn thế nào phù hợp cho cái phương pháp các bạn giao dịch.
Và trong thời gian này tuyệt đối không được mở những tài khoản lớn. Và các bạn hãy tập quản trị những tài khoản nhỏ từ 50 đô để mà đánh lên đến 500 hay 1.000 đô. Thì đó mới là giá trị để các bạn thì nhờ đi trên con đường này để dẫn tới thành công. Chứ không phải là ra các bạn sử dụng tài khoản 1, 2.000 hay 50.000 để ra các bạn nói rằng các bạn đã giao dịch, các bạn đã ở trong thị trường này đủ lâu. Những người như vậy ở trên thị trường này rất là nhiều. Và thì nhờ mỗi năm những cái nhà đầu tư kiểu như vậy đã bị thì nhà thị trường lọc máu một cách thì nhà rất là tàn nhẫn, bởi vì chính bản thân họ đã tự thủ dâm về tinh thần của họ rằng họ có thể giao dịch được ở trên thị trường này. Người thành công ở trên thị trường là những người phải nhìn vào những cái thất bại của bản thân mình để mà sửa, họ có thể sửa sai những cái thất bại đấy để không bị vướng lại, chứ không phải là nhà người thành công ở trên thị trường giao dịch forex này đi giấu giếm những cái thất bại của bản thân mình ở trên thị trường. Tôi không tin vào điều đó nha. Đấy là những chia sẻ, những gì nhỉ, nhận định của bản thân tôi để dành cho chính những nhà đầu tư và những người học viên đã tìm đến với cả trung tâm đào tạo Forex của chúng tôi. Và gì nhỉ, tôi cũng cảm ơn những người đó đã tin tưởng đồng hành cùng với cả chúng tôi đi suốt những con đường phát triển rất là nhiều năm qua. Tôi cũng chia sẻ hẳn cả các bạn, sống lâu trên thị trường không phải là vấn đề để cho các bạn quyết định rằng gì nhỉ, là các bạn có thể giao dịch được ở trong nghề này. Bởi vì sống lâu trong nghề các bạn không kiếm được ra tiền thì những giá trị đó là giá trị phi thực tiễn. Bởi vì vấn đề trên thị trường đầu tư Forex và đầu tư nói chung chỉ có mỗi một thứ: giá trị bạn kiếm được ra bao nhiêu tiền ở tại thị trường đó, ở trên từng các cái lệnh giao dịch, và tổng tài sản của các bạn đã mang về từ thị trường đó bao nhiêu thì sẽ nói lên được điều gì nhỉ? Nói lên được đẳng cấp của các bạn ở trên thị trường đó. Chứ không phải là gì nhỉ? Chúng ta cứ sống với trong nghề, chúng ta hét lên là chúng ta 5 năm, 10 năm hay 15 năm ở trong nghề là chúng ta là bố của thiên hạ. Tôi nói hẳn, đấy chỉ có là bố của bị chết thôi. Chứ còn đâu người thành công ở trên thị trường không có vụ đó nha. Đấy là những chia sẻ của bản thân tôi dành cho các bạn. Và các bạn thấy rõ những giá trị gì nhỉ? Mà người ta chia sẻ cho các bạn thấy là gì nhỉ? Họ quản lý quỹ thế này thế nọ. Tôi đảm bảo với cả các bạn rằng gì nhỉ? Những kẻ mà tự nhận bản thân mình và gì nhỉ? Tự nhận bản thân chúng là gì nhỉ? Quản lý cho quỹ này quỹ nọ hoặc là thế này thế nọ, đấy chỉ là một hình thức chiêu dụ huy động vốn mà thôi. Bởi vì thật sự ra những cái quỹ lớn người ta không bao giờ ta đi huy động những cái số tiền mini vài 300 đô hoặc là 1-2-3.000 đô. Đấy là tôi nói hẳn. Bởi vì họ cần những cái giá trị khác ở trên thị trường và họ không bao giờ họ ra ngoài đi nhỉ, họ khơi ra vậy để mà họ làm những cái việc vô bổ trên thị trường là gì nhỉ, đi huy động xong rồi ngồi để mà gì nhỉ, đưa ra cho một cái gì nhỉ, thằng trời ơi đất hỡi nào đó tự phong tự nhận xong rồi đi ra ngoài để mà chia sẻ thế này thế nọ. Bởi vì các bạn phải tìm hiểu cho thật kỹ, bởi vì khi mà họ giao dịch ở trên thị trường, những cái vấn đề về thông tin về những cái giao dịch của họ thì đó là những thứ mà được gọi là bảo mật tuyệt đối. Chứ không phải là gì nhỉ, chúng ta thích thì chúng ta ra ngoài chúng ta chia sẻ, hoặc là gì nhỉ, chúng ta thấy ở Việt Nam có một thứ nhà tự nhận tự phong mình là chuyên gia Forex, tự nhận tự phong mình quản lý quỹ, thì tôi nói thật với cả các bạn đấy là hai phạm trù của vấn đề là nhà lùa gà mà thôi. Bởi vì các bạn cứ thử chỉ bất kỳ thằng nào là chuyên gia Forex, thằng nào quản lý quỹ, các bạn mời đến gặp tôi này, tôi dám lấy tài khoản giao dịch của tôi ra, tài khoản lớn của tôi ra, tôi chứng minh cho rằng gì nhỉ, cái quỹ đấy của chúng nó còn thua xa tài khoản của bản thân tôi. Tại sao tôi dám nói điều này? Bởi vì nhỉ, trong suốt những thời gian bên trung tâm đào tạo Forex ra, tôi là đơn vị duy nhất, tất cả những ai đã từng đến gặp tôi và tất cả những ai đã từng gì nhỉ, gọi điện cho tôi và tất cả những ai đã từng học tôi đều thấy rõ rằng tôi dám chứng minh về gì nhỉ, tài khoản giao dịch của bản thân tôi trước khi mà gì nhỉ, họ quyết định đến gì nhỉ, tham gia vào khóa học này. Cũng giống như nhỉ, các bạn thấy rõ những giá trị mà nhỉ, tôi cứu tài khoản cho các khách hàng. Không phải nhỉ, chỉ cứu những tài khoản chỉ là nhỉ, 1-2.000 đô. Và thì nhỉ, hầu như tôi chưa bao giờ, tôi hình như có mỗi một lần tôi cứu một cái tài khoản có 2.000 mấy đô thôi. Còn lại thì toàn tôi cứu những tài khoản toàn là 10 mấy nghìn. Và gần đây nhất thì trong đợt trước Tết thì 29 Tết thì trong vòng có chưa đầy có 10 ngày thì tôi đánh cứu một tài khoản từ 3.500 lên tổng cộng là gì nhỉ, 18 hay 20.000. Thì các bạn có thể lên trực tiếp website đào tạo Forex để thấy rõ các điều này ở trên thị trường. Bởi vì có như vậy thì các bạn mới thấy rõ được cái năng lực
của bản thân gì nhỉ, chính bản thân tôi là chủ của website đào tạo Forex, dám chứng minh cái điều này ra. Rất là nhiều người cũng tự nhận mình cứu được tài khoản, nhưng các bạn thấy rõ rồi nhỉ, họ không chứng minh được cái điều mà họ làm đối cả các quý vị, và họ luôn luôn thì là nói cả các bạn, trao cho các bạn một thứ giá trị được gọi là nhỉ, dễ, nhưng đấy là giá trị màu hồng của thị trường. Nhưng mà thực chất gì nhỉ, để mà gì nhỉ, các bạn thành công, các bạn phải hiểu được những điều tăm tối nhất từ cái thị trường này. Chào bạn Đinh Hải nhé. Đó. Đây là gì nhỉ? Chúng tôi chia sẻ để các bạn có thể nhận định được những giá trị mà gì nhỉ? Những giá trị mà chúng tôi phải gì nhỉ? Ngày đêm nỗ lực, không những một mình bản thân tôi mà gì nhỉ? Cả một tập thể của bên website đào tạo Forex cùng nhau, từ thầy và trò cùng nhau để mà gì nhỉ? Hỗ trợ với nhau ở trên thị trường này. Và các bạn đã bao giờ gì nhỉ, trực tiếp những cái tin mạnh NF hay là FOMC đã gì nhỉ, trực tiếp ngồi giao dịch cả người thầy của mình hay là chưa? Hay là gì nhỉ, cứ mỗi một đêm qua đi ở những đêm mà NF hoặc là nhỉ, FOMC thì các bạn thấy thì nhỉ, thị trường chết như ngả dạ. Như các bạn thử tua lại những cái live stream ở phía trước gì nhỉ, của bản thân trung tâm đào tạo Forex, những cái buổi mà gì nhỉ, giao dịch NF hoặc là FOMC của chúng tôi, thì tại sao chứ gì nhỉ, tôi dám mở những cái màn hình lớn và mở hẳn tài khoản ra, tôi giao dịch rất là lớn cho gì nhỉ, những cái người học viên của bản thân tôi, để mà gì nhỉ, họ ngồi họ theo dõi ở trên đấy. Tôi còn bắt họ phải đi gì nhỉ, nhìn trực tiếp những cái giao dịch của bản thân tôi ở trên thị trường, bởi vì có như vậy thì gì nhỉ, đó mới là sự hỗ trợ của bản thân tôi để cho học viên của trung tâm đào tạo Forex có thể vận dụng cái phương pháp gì nhỉ, họ đã học vào thị trường thực tế. Và người gì nhỉ, vận dụng đấy thì phải là tôi là người đầu tiên ở trên thị trường này, cho họ thấy được điều đó. Đó mới là giá trị để mà gì nhỉ, những cái học viên của bản thân của chúng tôi, họ có thể gì nhỉ, tự tin vào những cái hành động và quyết định của bản thân họ, và họ mới hiểu gì nhỉ, sai lầm của họ là ở đâu. Chứ không phải là nhỉ, không chứng minh được thì cứ nói là nhỉ, mày vận dụng phương pháp không đúng, vậy thì á, ông vận dụng mẹ phương pháp, ông nói là không đúng cho tôi coi. Thì xin lỗi các bạn, khi mà các bạn yêu cầu điều này ở chính những nơi các đã gì nhỉ, ngay từ lúc ban đầu trao cho các bạn giá trị gì nhỉ, dễ ở trên thị trường, thì chính bản thân họ đã không có kiếm được tiền ở trên thị trường này, thì lấy gì ra họ có thể chứng minh được cho các bạn một thứ gì nhỉ, là kiếm được ra tiền ở trên chính cái thị trường giao dịch đầu tư Forex này. Đó là những gì mà gì nhỉ, chúng tôi luôn luôn mong muốn nhà đầu tư ở trên thị trường này phải hiểu, bởi vì đó chính là gì nhỉ, những sai lầm trong bước ban đầu của tôi khi mà thiếu kinh nghiệm ở trên thị trường giao dịch Forex này, học lầm người, đã bị vướng vào cái điều này. Và khi mà gì nhỉ, tôi mất mát rất là nhiều ở cái nơi đó, thì gì nhỉ, chính gì nhỉ, tôi đã hiểu ra được vấn đề gì nhỉ, cần thiết phải làm gì để cho chính cái sự thành công của bản thân tôi ở trên thị trường này. Đó. Mọi người có thể đến với cả website đào tạo Forex thì có thể thì thấy rõ được website của chúng tôi gì nhỉ, sẽ có những mảng như là gì nhỉ, đào tạo, những mảng như là tư vấn chiến lược, rồi cứu tài khoản, và gì nhỉ, chia sẻ những cái tư duy. Và trong những thời gian tới thì chúng tôi sẽ có những cái buổi mà chia sẻ cho mọi người những kinh nghiệm về tìm hiểu sàn giao dịch Forex, những buổi chia sẻ kinh nghiệm về giá trị ở trên thị trường đầu tư là như thế nào, và gì nhỉ, những buổi chia sẻ về tư duy. Và các bạn có thể coi được những cái live stream về trực tiếp tôi chia sẻ trong thời gian qua, những học viên của bản thân chúng tôi hoặc là những nhà đầu tư khi đến tìm đến trung tâm đào tạo Forex thì có thể thấy rõ được một thứ là nhỉ, chúng tôi luôn luôn chia sẻ đối với cả tất cả những người này là một thứ là nhỉ, phải coi được tài khoản giao dịch của khách hàng, của cái người đứng ra chia sẻ đấy. Thì chính vì thế gì nhỉ, mà tất cả những cái người mà đến gặp bản thân tôi, họ đều được coi tận mắt về giá trị tài khoản của tôi ở trên thị trường này. Đó. Cảm ơn bạn Đinh Hải nhé. Đó. Thế các bạn thấy rõ rồi nhỉ, mỗi lệnh tôi giao dịch ở trên thị trường thì đó là những giá trị mà tôi phải trả giá rất là lớn ở trong quá khứ. Và gì nhỉ, không phải lúc nào thì tôi cũng gì nhỉ, vào lệnh ngắn, không phải lúc nào tôi cũng vào lệnh dài. Đó là những lý do ở trên thị trường mà gì nhỉ, tôi đã phải trải qua. Đó, nên mọi người thấy rõ đó, tại sao đêm qua có những lần tôi rít rất là lệnh lớn, rất là lớn, 5 lot hết ở trên thị trường. Đây, hai lệnh tôi rít 5 lot đây. Đó, thì mọi người có thể thấy đó, chúng ta ở trên thị trường giao dịch Forex này thì chúng ta phải có thấy những cái lỗi lầm của chúng ta ở trên thị trường. Không có ai được gọi là gì nhà giao dịch
tuyệt đối cả. Nhưng vậy các bạn phải nhớ kỹ một rằng là nhà tổng lợi nhuận của các bạn trừ đi cái lỗ của các bạn ở trên thị trường này, nếu mà các bạn lời thì đó mới là lời, còn đâu các bạn lỗ thì đó mới là lỗ đó. Các bạn nên nhớ một cái lịch sử giao dịch Forex. Điều đầu tiên tôi chia sẻ để các bạn có thể nhận định được, để tránh trường hợp ở trên này bọn nó sâu cho các bạn mà các bạn bị thì nhờ chúng nó lừa. Thứ nhất, các bạn phải nhìn ở bên này xem thì nhờ ở phía mà trade này nè, còn có vướng lệnh hay là không, lệnh này còn âm hay là dương. Đó là cái thứ nhất ở trên thị trường giao dịch Forex này. Cái thứ hai, trên này thì các bạn phải coi được tổng lịch sử giao dịch nha. Các bạn ấn vào đây vào on hit này, thì các bạn sẽ thấy tổng lịch sử giao dịch này từ ngày nào cho đến ngày nào và gì nhỉ. Đó là điều các bạn cần theo dõi nha. Đó rồi, cái thứ hai nữa là nhờ các bạn phải coi nhờ cái khối lượng giao dịch này của họ có đều lệnh có đều hay là không. Bởi vì cái khối lượng giao dịch này mà không có đều thì có nghĩa phản ánh đến tâm lý của nhà đầu tư đấy, rồi nhờ không có ổn định ở trên thị trường. Và cái thứ hai nữa các bạn phải coi ở trên này một thứ nha, là coi cái ngày tháng giao dịch này nè. Đó các bạn phải coi này, bởi vì tránh trường hợp chúng nó sẽ để profit này, chúng nó sẽ chỉ có sâu cho bạn cái phần lời thôi, chứ nó không có sâu cho bạn cái phần mà chúng nó bị âm hoặc bị lỗ trên thị trường. Đấy là cái điều mà gì nhỉ, các nhà đầu tư cần phải để ý nha, chứ không phải là nhà chúng ta mẹ mù quáng ở trên thị trường này thì chết bỏ mẹ. Đó, đấy là tôi chia sẻ cho các bạn. Các bạn phải coi được gì nhỉ, cái thời gian. Chính vì thế các bạn thấy không, thời gian này này, có một số các cái trường hợp gì nhỉ, trên thị trường này bọn nó sâu lên cái hit toàn chỗ này lời thôi, nhưng mà gì nhỉ, nó chỉnh lại thời gian. Thì các bạn phải coi lại cái phần chỗ thời gian này, chỗ con chuột mà tôi điều chỉnh như này. Đó, các bạn phải để ý chỗ này nhá. Rồi cái kế tiếp ở trên thị trường này, các bạn phải coi là nhỉ, tổng profit nó là bao nhiêu. Đó, rồi đây profit này, loss này này, rồi đây deposit này, các bạn phải coi được cái dòng này. Đó mới là giá trị để các bạn đánh giá một tài khoản giao dịch Forex có lợi nhuận hay là không có lợi nhuận, và đánh giá rõ được giao dịch đấy như thế nào ở trên thị trường, tài khoản đấy giao dịch có thành công hay là không. Còn đâu tuyệt đối các bạn không được gì nhỉ, nhìn thoáng qua chỉ nhìn thấy những cái lợi nhuận mà không thấy được gì nhỉ, giá trị cụ thể ở trên tài khoản. Cũng giống như tôi nhìn mặt đây, tôi phải nhìn được tất cả chỗ này. Đó, theo cái con chuột tôi để này thì tôi phải nhìn được tất cả chỗ này, và gì nhỉ, ở bên này thì tôi phải nhìn được tất cả chỗ này. Thứ nhất tôi nhìn vào cái khối lượng size này. Đó, thứ hai tôi nhìn vào cái time này. Rồi thứ ba tôi nhìn vào đây nè, profit này, rồi deposit vào bao nhiêu này. Đó, ba điều này, bốn điều này thì chúng tôi, một điều đằng trước và ba điều đằng sau thì chúng ta phải nhớ kỹ cho thật kỹ. Bởi vì khi mà chúng ta đánh giá nó không kỹ ở trên thị trường thì người lĩnh hậu quả chính là bản thân chúng ta chứ là ai. Và gì nhỉ, sau mỗi khóa học khi các bạn không xác định, không rõ được những người thầy của mình giao dịch như thế nào, và gì nhỉ, nôn nóng bước vào thị trường giao dịch Forex này, thì chính bản thân các bạn là những người gì nhỉ, sẽ phải chịu hậu quả nặng nề nhất. Và gì nhỉ, người thầy của các bạn nó đã thuốc các bạn mở tài khoản giao dịch, và gì nhỉ, nó ăn com của chính các bạn rồi. Chính vì điều này mà gì nhỉ, trung tâm đào tạo Forex không thích làm IB cho bất kỳ như gì nhỉ, bất kỳ một sàn giao dịch Forex nào, và tôi không có làm IB cho bất kỳ sàn nào hết. Đó là giá trị mà tôi chia sẻ cho các bạn. Đó, mọi người thấy rõ nha. Đó thì tôi có sao thì tôi chia sẻ vậy, và mọi người thấy lý do tại sao mà tôi giao dịch ở trên thị trường này, mọi người thấy nha. Lý do tại sao tôi giao dịch trên thị trường này, no stop loss, take profit không có, thì mọi người thấy nhờ. Ai kêu với cả các bạn rằng không có stop loss hay là nhờ không có take profit thì là nhờ quản trị vốn không đúng. Thì các bạn nhìn rõ đây này, nó không stop loss này, không take profit này. Vậy thì tại sao tôi kiếm được ra tiền ở trên chính cái thị trường này? Và các bạn tua lại hết tất cả các lịch sử ở phía trước của bản thân tôi trên thị trường, trong suốt 3 năm qua tôi là nơi duy nhất dám quay full tài khoản gì nhờ. Các bạn thử nhìn rõ xem những cái giá trị này, tại sao tôi vẫn kiếm ra tiền ở trên thị trường này, còn các bạn đặt stop loss hay take profit và tài khoản của các bạn rõ là lớn, và tại sao còn lại mất tiền? Chỉ đơn giản một thứ là nhờ các bạn đã học ở một người không có được một thứ nhờ vận dụng cái phương pháp được vào thực tiễn, thì lấy giá trị đâu ra để các bạn có thể kiếm được ra tiền ở trên thị trường này. Như vậy khi các bạn nạp tiền vào thị trường thì các bạn chính là người đã gì nhờ, bị stop loss ở trên chính tài khoản này rồi. Đấy là cái bước thứ hai. Cái bước đầu tiên các bạn quyết định học ở những cái thằng mà gì nhờ không có chứng minh được cái năng lực của họ ở trên thị trường này, thì lấy gì ra các bạn có thể take profit, hay là các bạn đã stop loss ở ngay giai đoạn ban đầu rồi. Các bạn thử nghĩ lại xem có đúng hay là không. Đó,
Tôi thì có sao tôi chia sẻ vậy, tại vì tôi chẳng có phải lấy lòng ai trên thị trường này. Tại làm sao gì nhỉ? Các bạn thử lấy link của SI chúng tôi, thử lấy link của SI chúng tôi post ở tất cả các diễn đàn đi, các bạn sẽ thấy hầu như các bạn sẽ bị kích sạch khỏi các diễn đàn đấy. Hoặc là nhờ các bạn thử lấy những cái livestream của tôi up vào những diễn đàn khác, các bạn sẽ xem thấy một thứ gì nhỉ? Đều bị xóa bỏ, chỉ đơn giản rằng ở trên thị trường này đi nhờ họ không làm được những cái điều giống như bản thân tôi, và họ có vấn đề trên thị trường này thì họ mới gì nhỉ, không dám làm điều này đối cả các bạn. Đó là những giá trị mà tôi chia sẻ và mong muốn rằng trung tâm đào tạo Forex có thể gì nhỉ, chia sẻ những cái kiến thức của bản thân mình đến cho rộng rãi cộng đồng hơn. Và gì nhỉ, chúng tôi mong nhận được những cái sự đóng góp, những ý kiến của các bạn để gì nhỉ, chúng tôi ngày một phát triển tốt hơn ở trên thị trường này. Và trong suốt những năm dài qua của quá trình phát triển ở trên thị trường, rất là nhiều nơi, học viên của rất là nhiều nơi đã đến gặp tôi và gì nhỉ, đã tham gia vào các cái buổi học training của bản thân tôi. Thì đấy, tôi cũng rất là cảm ơn. Trong video này tôi cũng cảm ơn toàn bộ các học viên của bản thân mình đã đồng hành cùng với cả tôi trong suốt những thời gian qua. Và gì nhỉ, cũng nhờ những cái người học viên của bản thân tôi thì nhà họ đã hỗ trợ cho tôi để có thể gì nhỉ, phát triển thêm những cái kênh để mà gửi trực tiếp đến cho các bạn. Chứ còn một mình tôi thì đến nay nếu mà mò ra thì tôi thật bạn thì tôi cũng không có biết làm YouTube, tôi cũng không có biết làm livestream, và gì nhỉ, tôi cũng không có cả một cái hệ thống máy móc được như vậy. Thì phải nói chung là gì nhỉ, tôi cảm ơn tất cả những người học viên đã gì nhỉ, đồng hành cả trong suốt thời gian dài, từ những cái quá trình ban đầu cho đến tận cả bây giờ, họ đã hỗ trợ tôi rất là nhiều. Đó. Đấy, website đào tạo Forex cũng mong muốn rằng thì nhờ bất kỳ ai gặp khó khăn ở trên thị trường giao dịch Forex này về vấn đề giao dịch thì có thể đến gặp trực tiếp tôi sẽ trao đổi, chia sẻ và gì nhờ hỗ trợ thì nhờ để cho các bạn ấy, nhưng tôi để cho các bạn có thể hiểu được ra vấn đề ở trên thị trường này. Nhưng tuyệt đối bất kỳ một ai đã gì nhờ đã có những tiểu xảo với cả tôi trên thị trường này thì xin lỗi, miễn có lần sau. Bởi vì tôi chính là gì nhỉ? Giá trị thực, và nhỉ? Tôi là người duy nhất dám chứng minh điều này, chứ không phải là nhà tôi mạnh miệng mà tôi nói mà tôi không dám chứng minh. Đó là giá trị mà tôi chia sẻ, muốn cộng đồng và muốn tất cả những nơi khác hiểu rõ về điều này. Đó, website đào tạo Forex xin chân thành cảm ơn nhà đầu tư.